là đẹp luôn. Mà cái view của mình nhá, lại được nhìn cái cánh đồng lúa nữa. Vào mùa mưa là người ta trồng lúa, xuống đây được ngửi cái mùi đồng quê các bác. Rất là tuyệt vời. Nhiều bác nghĩ ở dưới miền dưới á, không nghĩ là ở trên này là có đó, khu vực dân cư này. Trong đây thì nhiều trẻ con nên là nó hơi ồn ào nhá. Đây là em sẽ di chuyển vào trong nhà để quay cho các bác xem này. Đấy, nhà sửa sang xịt sơn lại là đẹp đẽ ngay. Đây, phòng khách này mua về là tráng sơn lại thôi. Còn đây là phía sau nhà các bác, chỗ phơi quần áo rồi, chỗ bát đũa rồi, bếp ga, bếp đồ, bếp củi này, như của ngày xưa luôn. Chị nhá. Hôm nay em lại giới thiệu đến cô bác và anh chị một lô đất giá rẻ nữa nhá. Đất xào, diện tích rộng lớn mà có nhà cửa, điện nước là đầy đủ này, nhà xây luôn nhá, nhà xây cấp 4. Và trong đó là có cà phê này, có bơ này, là nguồn thu chính luôn. Và nữa là nằm trong một cụm dân cư rất là đông nha các bác. Đó. Dân cư ở rất là đông. Bên cạnh đây là người ta còn xây thêm nhà này. Đó, còn vào trong thì dân cư ở cũng khá là đông nữa. Nằm trong cụm dân cư nha. Đó. Thì lô này có tổng diện tích trong sổ ấy là hơn 6.800 m². Hiện tại là đang là sổ chung với nhà anh và nhà người em. Thì người em bán nên là cắt ra là 3.5 xào, cắt đủ 3.5 xào để bán cho mình các bác nhá. Và tổng của lô đất này bán chỉ có là 640 triệu thôi. Không biết nợ nần kiểu gì mà họ phải bán giá rẻ như thế này các bác. Mà trong đó là cây trồng sẵn hết này, nhà cửa điện nước đầy đủ này, nằm trong cụm dân cư này. Đó, nói chung là mua về là ở thôi. Các bác nào mà tầm tài chính nhỏ mua đầu tư cũng được, mua vào là có lời luôn các bác. Thì đây là cái bờ ranh của mình nhá. Bờ ranh của mình thì đây, nó cứ theo cái hàng cây ổi, rồi cây khô, rồi cái cây ổi ở bên dưới, cứ theo cái hàng cây ngoài cây cà phê ra, chỉ có mỗi cái hàng cây này thôi.
bên này của người khác này, bên này của mình này. Đó, còn đây bờ biên chạy đến qua cái nhà của mình luôn thì là được hơn 40 mét các bác. Và chạy sâu của mình là hơn 80 mét nha. Cái đất của mình thì nó có cái thế lài xuống dưới các bác, nó hơi triền nhẹ xuống dưới. Đấy, nhìn thấy được những cái cây bơ thu chính nha. Đây, những cái cây bơ cao cao hơn cây cà phê các bác, rất là nhiều. Cũng vài chục cây. Bơ bút, bơ 034 là xen với cà phê. Trong này thì mới được trận mưa to nên là hoa cà phê bắt đầu nở này, bạt ngàn luôn. Đi theo cái cung đường này các bác, ngửi toàn hoa cà phê, nó rất là dịu, nó rất là thanh, thanh mát mà nó dễ chịu cực kỳ. Hoa như bông tuyết các bác, rất là đẹp. Đó. Rất là đẹp luôn. Mà cái view của mình nhá, lại được nhìn cái cánh đồng lúa nữa. Vào mùa mưa là người ta trồng lúa, xuống đây được ngửi cái mùi đồng quê các bác. Rất là tuyệt vời. Nhiều bác nghĩ ở dưới miền dưới á, không nghĩ là ở trên này là có trồng lúa đâu, nhưng mà nó còn tùy chỗ tùy khu vực người ta trồng lúa nha. Vẫn còn một số nơi người ta trồng lúa này. Đó, view nó rất là thoáng nha, được ngắm cánh đồng lúa vào những cái mùa mà người ta trồng á. Đó, đây toàn bộ cái thế giải đất của mình. Đường này thì ô tô vào tận nơi nhá, đường rất là rộng luôn. Thì ở trong đây thì khu vực dân cư đông thì trước sau gì cũng sẽ được đổ đường bê tông thôi. Bán kính ra đường bê tông thì chỉ có khoảng 200 mét nhá, 200 mét là ra tới trục đường bê tông rồi. Học sinh đi học về. Đây. Cái đất của mình là tới đây các bác nhá. Tới cái cây cột điện này. Cái nhà của mình đây. Đó. Cây đu đủ trước nhà này. Đổ đường bê tông thì nó sẽ sạch sẽ hơn, đi lại dễ dàng hơn. Đó, thì cái đất của mình mặt đường hơn 40 mét. Rất là rộng. Bác nào mà mua định cư cũng được. Tài chính nhỏ nhỏ mua để ở. Đây, hướng này là ra tới hàng quán xá thì nó chỉ bán kính tầm 4 đến 500 mét. Còn mà ra tới trường mẫu giáo, trường cấp 1 này, trường cấp 2 này thì bán kính là 2 cây rưỡi các bác. 2 cây rưỡi ra tới trường mẫu giáo hay trường cấp 1 nhá. Còn trường cấp 2 thì đi xa hơn một chút. Đó, khu vực dân cư này. Trong đây thì nhiều trẻ con nên là nó hơi ồn ào nhá. Đây là em sẽ di chuyển vào trong nhà để quay cho các bác xem này. Đấy, nhà sửa sang xịt sơn lại là đẹp đẽ ngay. Đây, phòng khách này. Đó. Đây có hai phòng ngủ này. Đó. Mua về là tráng sơn lại thôi. Còn đây là phía sau nhà các bác, chỗ phơi quần áo rồi chỗ bát đũa rồi. Bếp ga, bếp đồ, bếp củi này. Như của ngày xưa luôn. Đó, đây phía sau nhà, đây có cả nhà phòng tắm, nhà vệ sinh ở đây. Đó, nói chung là về mình làm đẹp lên một chút nữa thì sẽ ở được ngày thôi các bác. Hiện tại nhà người ta đang ở bình thường nhá. Nói chung là hơi bừa bộn, hơi bừa bãi, bẩn một chút thôi. Mình sửa sang lại thì mấy hồi thấy cũng có điện đóm đầy đủ nhá. Đó. Đây, cứ từ mặt đường chảy á. Chạy thẳng xuống khoảng hơn 80 mét các bác. Đó. Cây cối, cây trồng.
về đây thì nuôi gà, nuôi con gì, con này con kia. Sầu riêng thì người ta cũng mới xuống thôi. Đây này, bơ này là nhỏ nhỏ vậy thôi, cũng có hoa, có trái nha, chứ không phải cây to mới có các bác. Đấy, trong đất là bơ rồi, mình có thể trồng thêm bơ này, đấy, thanh long này, mít này. Đó, chỗ kia có sầu riêng cao cao này. Đó, các bác không thích cà phê đi muốn ngắm view á thì nên múc bỏ cà phê. Dưới đây thì toàn bộ là cái view đồng ruộng, đồng lúa, có cả xoài này. Đó. Đấy, cái thế đất đi lại cũng dễ dàng nhá, nó lai thoải thôi. Đây, cánh đồng lúa ở dưới này, rồi cánh đồng lúa ở hướng bên này. Đây, cánh đồng lúa ở bên này và đường bê tông ở dưới này. Đó, đường điện nhà nước là bám đường ở dưới kia. Mình có thể kéo từ dưới đây kéo lên. Ở đây, dân cư người ta kéo qua trời này. Các bạn nhìn thấy cái đường dây điện các bác. Đó. Rồi khu dân cư đông nha. Rồi quán xá rất là đông. Rồi bơ này. Rồi bơ. Nói chung là vườn có nguồn thu chính hết rồi. Nhà cửa điện nước sẵn ở. Giá bán lô này thì chủ đang bán cái giá tổng chỉ có là 640 triệu nhá. Siêu rẻ luôn các bác. Nhưng mà lô này thì các bác phải cọc và tách. Cọc cho chủ đất và chủ đất sẽ lo sổ sách và tách ra cho mình. 3 sào rưỡi đủ luôn. Thì cũng nên quanh tầm 3 đến 4 tháng nha các bác. Đó. Các bác quan tâm đến lô đất này thì liên hệ qua chị em. Đất mình đây là thuộc về xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng nha. Lô này nè, lô siêu rẻ các bác. Siêu rẻ luôn. Không ai bán giá này mà nhà cửa điện nước đầy đủ mà diện tích mà 6 sào rưỡi các bác. À 3 sào rưỡi nha, 3 sào rưỡi. Một gian nhà kho để xe máy, dụng cụ đồ đạc làm vườn. Đây là những cái máy phát cỏ này. Điện đóm này. Đó. Cho về nhà anh nhờ một xíu. Đó. Làm cái gì? Đi mua cho anh cái nồi lẩu. Đó. Đây khu vực nhà bếp đây này. Nhà bếp nãy em quay. Và đất của mình là quy hoạch 100% thổ cư bám đường nha. Quy hoạch 100% là phủ hồng bám đường luôn. Đó. Lô này thì người ta thương lượng nhẹ bớt lọc lá cho mình các bác. Không có thương lượng nhiều nha. Thì người ta còn lo sổ sách cho mình nữa. Thường thường khu vực này thì bán từ 3 đến 400 triệu trên một sào. Nhưng mà lô này người ta bán tổng 3 sào rưỡi mà chỉ có 640 triệu thôi. Đó, nên là các bác nên cân nhắc. Thì không ai bán cái giá này hết. Chỉ có nợ nần nhiều nên là mới phải bán thế này thôi các bác. Đó, 3 sào rưỡi mà 640 triệu có nhà cửa điện nước đầy đủ này. Nhà xây luôn. Và khu dân cư rất là đông nhá, view thoáng nữa. Quán xá gần. Bên này nữa thì đang xây nhà mái thái này. Đó.
thuộc ở xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng nhé. Các bác quan tâm thì liên hệ qua chị em. Em cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi.